Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được Hội Nông dân tỉnh phát động mạnh mẽ và ngày càng có bước phát triển mới. Hội viên nông dân phát huy mọi tiềm lực để phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu bền vững từ nông nghiệp. Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân điển hình trong trồng trọt chăn nuôi, đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và trở thành nông dân tỷ phú từ nhiều mô hình nông nghiệp. Mô hình nuôi gà trại lạnh của ông Nguyễn Tiến Hiếu ở huyện Dầu Tiếng là một điển hình. Vốn đầu tư trại lạnh cao, chăn nuôi trại lạnh còn đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ về giống và kỹ thuật chăm sóc, hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống tự động. Nhưng kinh nghiệm qua nhiều năm chăn nuôi, ông đã có sự chủ động về kỹ thuật nên chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Hiện nay ông phát triển được 4 trại lạnh với 2 trại chăn nuôi gà và 2 trại chăn nuôi vịt. Bên môi trường cấp cho mình đủ điều kiện xây dựng trang trại gà lạnh và vịt lạnh thì cái nguồn thu nhập nó tương đối ổn định. 3 năm 4 năm gần đây thì cộng với thu nhập gà nuôi vịt và cao su thì tổng nguồn thu của mình một năm nó bình quân từ khoảng 3 tỷ đến 3 tỷ rưỡi trừ chi phí rồi. Là nông dân trẻ nhưng với sự đầu tư bài bản trong sản xuất, anh Lâm Thành Thành đã thành công với mô hình trồng cây có muối ứng dụng công nghệ cao. Trên diện tích 10 hectare, anh đầu tư chủ lực là quýt hồng, còn lại là cam xoàn và cam sành. Trong trồng trọt, để nâng cao năng suất, tất yếu phải ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, kể cả việc xử lý cho thu hoạch trái vụ để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ quyết tâm này, vườn quýt hồng cũng như các loại cây có muối, dù chỉ mới thu hoạch năm thứ 3, nhưng sản lượng đã đạt 50 tấn mỗi hectare một năm. Với 6 hectare đang thu hoạch, đem lại nguồn thu 5 tỷ đồng một năm. Ở đây thì sản xuất theo cái hướng VietGAP, nhưng mà cái hướng tới sẽ làm hữu cơ để cho cái trái cây nó sạch hơn. Hàng năm, số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên 35.000 lượt hộ. Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển. Nông dân đã làm giàu bền vững từ nông nghiệp, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, hình thành vùng chuyên canh, tạo nên những điểm sáng trong nông nghiệp địa phương.